Mẹ con mình chọn đi đến Sapa bằng tàu hỏa nên là 8 giờ tối đã có mặt ở trên Hà Nội rồi. Tranh thủ ăn tối ở quán đồ nướng gần nhà ga và cho Quang ăn cháo nữa. Mười giờ kém 10 thì mình chuẩn bị lên tàu hỏa, ngủ một giấc dậy thì đã đến Lào Cai rồi. Từ nhà ga thì mẹ con mình đi xe điện đến điểm ăn sáng. Mẹ ăn phở, còn Quang thì ăn cháo thịt. Ăn sáng xong thì mình bắt xe đi từ Lào Cai đi Sapa khoảng hơn 1 tiếng. Đến chân núi Phan Xipang thì mẹ con mình có ghé vào mua một vài món quà lưu niệm và chụp một vài kiểu ảnh nữa. Hôm nay trời khá là ấm nên là mẹ con mình đi cáp treo lên đỉnh Phan Xipang. Anh bạn khá là vui vẻ, cười tươi như hoa. Xuống đến chân núi thì cũng đúng giờ ăn trưa. Món nào thì cũng ngon hết ấy. Còn Quang thì ăn cháo cá hồi. Ăn xong thì đã là 3 giờ chiều rồi. Mọi người di chuyển về homestay để cất hành lý và nghỉ ngơi. Chào các bạn, hôm nay mình đi Sapa. Mình ở homestay nhé, lao trải không nha. Phòng giới thiệu các bạn phòng là đến tối thì mọi người tập trung lại tổ chức việc nướng và theo những điệu múa dân tộc. Yeah.
Sáng hôm sau thì 6 giờ Quang đã dậy rồi, mặc ấm rồi ra ngoài ngắm cảnh một chút. Tám giờ thì chuẩn bị lên xe để đi đến bản Cát Cát. Mười hai giờ rồi, tạm biệt Cát Cát, chuẩn bị đi ăn trưa thôi. Hai giờ chiều thì mẹ con mình lên xe đi về Hải Phòng. Vậy là kết thúc chuyến đi Sapa 2 ngày 1 đêm. Mong là mẹ con mình sẽ có thể cùng nhau đi thật nhiều nơi nữa nhé.